Mình là Nguyễn Ngọc Anh, mình là chủ chuỗi cửa hàng tiện lợi Zone 24. Bên mình khá là vất vả trong cái việc mà sẽ phải theo dõi cái biến động số dư, khi mà phải xác nhận cái số tiền chuyển khoản của khách hàng vào tài khoản của mình thì mình sẽ phải thông báo lại cái số tiền đấy cho nhân viên để các bạn nhân viên xác nhận số tiền với khách. Nếu như trong trường hợp mà không xác nhận thì rất có thể là những cái trường hợp mà ví dụ khách hàng tạo ra các cái hình ảnh chuyển tiền giả để coi như là lừa đảo đối với lại nhân viên bán hàng của mình. Thứ hai nữa là chủ cửa hàng khi mà kinh doanh đa ngành nghề hoặc là nhiều chuỗi cửa hàng thì cảm thấy khá lúng túng khi mà dòng tiền đổ chung vào một tài khoản thanh toán. Tuy nhiên là cần bóc tách doanh thu theo từng cửa hàng hoặc là từng cái mặt hàng kinh doanh. Thì lúc này VBank đứng trên cái góc độ trải nghiệm của người dùng để phát triển cái tính năng shop QR. Trước đây thì nó khá là lâu, thì các bạn đợi xác nhận cũng lâu. Nếu mà em có chuyển nhầm tiền thì cũng khá là lâu mới có thời gian để check lại được. Dạo gần đây thì em thấy nó đã nhanh hơn rồi. Cái ứng dụng các bạn đang dùng chắc là có cải tiến gì đó.